5 năm trở lại đây, số lượng hội viên, câu lạc bộ xe đạp thể thao trên địa bàn Khánh Hòa phát triển ngày càng rộng khắp các địa phương. Nếu như năm 2014 toàn tỉnh chỉ có hơn 10 câu lạc bộ xe đạp thể thao, thì đến nay con số này đã tăng gấp đôi. Các giải xe đạp thể thao do Hội xe đạp thể thao Khánh Hòa tổ chức hàng năm đã giúp kết nối mạnh mẽ các hội viên câu lạc bộ với nhau. Năm nay, giải xe đạp thể thao nghiệp dư tỉnh Khánh Hòa đã thu hút gần 80 vận động viên nam nữ từ 16 câu lạc bộ xe đạp thể thao trong tỉnh tranh tài. Dù gặp khó khăn lớn về kinh phí, thiếu nhà tài trợ so với các lần trước, nhưng Hội xe đạp thể thao tỉnh vẫn cố gắng duy trì tổ chức giải đua năm nay, đảm bảo chất lượng cho các hội nhóm câu lạc bộ ở các địa phương tham gia có được sân chơi bổ ích. Thì với hội thì là từ cái khi mà thành lập đến nay thì là gần 5 năm, với số lượng người tham gia mỗi năm mỗi đông, với tiêu chí là gọi là sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Nhiều câu lạc bộ thành lập với sự kiện tham gia giải đua năm nay nhằm duy trì cái nề nếp sinh hoạt của tỉnh Khánh Hòa, nâng cao cái chất lượng giải đua năm nay nhằm duy trì cái sâu rộng trong quần chúng. Mong mọi người dùng xe đạp nhiều hơn, đi xe gắn máy, góp phần là giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ách tắc giao thông và nâng cao sức khỏe. Ban tổ chức giải đã cố gắng tạo điều kiện tối đa cho các vận động viên tranh tài với các nội dung thi được chia hợp lý theo nhóm tuổi cho cả nam và nữ. Theo đánh giá, giải năm nay đã diễn ra sôi nổi với chất lượng chuyên môn được nhìn nhận có sự tiến bộ hơn so với năm ngoái. Ông Đinh Ba, 64 tuổi, thành phố Cam Ranh, thành viên lớn tuổi nhất cuộc đua năm nay. Nhờ gắn bó với bộ môn xe đạp nhiều năm liền, bệnh đau cột sống, bệnh viêm gan của ông đã thuyên giảm, sức khỏe mỗi ngày tốt hơn. Cái môn xe đạp này nó như, hình như là nó ăn vô máu mình rồi. Cho nên tuy là cái tuổi lớn, tất nhiên là bây giờ là theo với cái tuổi trẻ thì cũng hơi khó. Nhưng mà cái sự đam mê là vẫn còn cho là cháy bỏng. Cho nên năm nào mà Khánh Hòa tổ chức thì cũng đều có tham gia, biết rằng là mình cũng về không có về có giải nhất gì trong cái giải được, thì mà trong cái đoạn giữa thôi là cũng tạ được rồi, và cũng hơn nữa là cũng để thử sức mình, cho đánh cái sức của mình so với những năm trước nó có khác nhau như thế nào hay không. Tôi gắn bó với môn xe đạp này bởi vì cái môn xe đạp này nó làm tăng lên sức khỏe và mọi cái nó dễ ra, diễn ra dễ dàng chứ không như là các bộ môn khác, rất là thân thiện, rồi sức khỏe mỗi ngày mỗi tăng lên, và những cái bệnh của cái người lớn tuổi hầu như là không có còn nữa. Ngày là bản thân tôi đạp khoảng 40 cây đi về. Tôi thấy phong trào đua xe đạp của Khánh Hòa rất là tốt, bởi hàng năm là chúng tôi và ban tổ chức vẫn đưa ra giải và chúng tôi cũng hăng say luyện tập để mà dự giải, để phối hợp với tỉnh. Mình rất yêu và không thể nào bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như vậy. Nha Trang rất hiếm khi được có những cái buổi giao lưu với anh em. Mục đích chính là tham gia giao lưu thôi chứ cũng không phải là vì tranh giành gì hết ở đây. Anh em giao lưu là một cái cơ hội tốt để cùng nhau trao đổi, học hỏi và đoàn kết hơn. Tham gia ở đây là số lượng nữ Khánh Hòa là có năm, như năm nay là rất là ít, mà mình vẫn muốn tham gia để thứ nhất là phong trào không bị mất đi và cái điều kiện sức khỏe mình được nâng cao hơn nữa, mình đã học hỏi hơn nữa. Với phần lớn hội viên câu lạc bộ đua xe đạp thể thao trong tỉnh, mỗi năm được tham gia gắn kết với giải đấu này thực sự là điều ý nghĩa. Thông qua sân chơi lành mạnh này, dù đạt thành tích hay không, ai ai cũng đều phấn khởi khi được gắn kết trái hết mình với niềm đam mê chung, đó là đạp xe nâng cao sức khỏe. Hướng tới Festival Biển năm 2019 để nâng cao chất lượng giải đua hơn nữa, Hội xe đạp thể thao Khánh Hòa dự kiến sẽ tổ chức nội dung đua đường trường leo đèo Hòn Giao, điểm kết nối giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, qua đó tiếp tục hướng tới duy trì, phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào xe đạp thể thao trên toàn tỉnh.